Chào các bạn đã đến với podcast của Đài Phát thanh Beyond Photography. Mình là Thụy. Mình là Minh Tuấn. Thì hôm nay em đang nghĩ ra được một câu hỏi mà nó là một cái thứ mà hồi xưa tới giờ, trong cái khoảng thời gian mà em vật vờ với nhiếp ảnh, em không trả lời được. Đó là cách chữa chán. Cách chữa chán á hả? Nghĩa là em đã có một cái khoảng thời gian không thể cầm máy được nữa nha. Vứt nó trong một xó luôn. Bởi vì nhớ khi mình cầm máy lên là không biết phải chụp cái gì. Mà nếu có chụp thì nhìn ra ảnh ra cũng rất là chán á. Cảm giác mình bị chụp mọi thứ nó cứ dần xấu đi á. Rồi cầm máy lên cảm thấy rất là nản. Không biết phải làm thế nào để cải thiện cái tình trạng đó. Em nghĩ là đây là cái điều mà khá nhiều người gặp phải. Anh em gặp phải đúng không? Vậy thì câu hỏi đầu tiên anh xin được đặt ra là vì sao chán? Vì sao chán hả? Thứ nhất là không còn cái gì để chụp nữa. Là một thứ chụp đi chụp lại hoài nhưng mà không có cái gì mới về nó. Mà kể cả mình có đổi qua một cái gì đó khác đi thì cũng chỉ được một thời gian sau lại quay vào lối mòn cũ. Cái thứ hai là mình chụp lên nhưng mà cái hình của mình nó không có cảm giác, nó cứ bị nó không có đã cái gì, nó không như ý mình muốn cái gì. Có một cái khoảng cách rất là lớn với cái mình nghĩ và cái mình chụp. Và khi mà mình cái hình nó chụp lên rồi mình thấy nó cứ lập lờ trên bề mặt á, trong khi cái điều muốn nói nó nhiều hơn như thế nữa, nó sâu hơn thế nữa, nhưng mà không biết làm thế nào thể hiện ra. Và một cái nữa đó là mình chụp quá nhiều cho người khác. Nên là mình chụp vì muốn được khen nè, muốn được tung hô nè, hoặc là chụp cho client. Và mình quên mất là khi mà mình cầm máy để mình chụp cho mình thì mình thì chụp mình sao không biết chụp gì hết. Đó, thiệt ra thì mình biết là vì sao mình chán đúng không? Mình vì sao mình chán. Anh nhớ đến cái bọn ai mà hỏi anh là chán chụp ảnh quá thì làm gì giờ, anh bảo thôi nghỉ nghỉ mờ nó đi cho nó khỏe. Nghỉ đi, chán thì ép buộc chụp làm gì đâu, nghỉ thôi. Nhưng mà nghỉ thì không phải là nghỉ, là nghỉ ngơi á, chứ không phải là nghỉ luôn, nghỉ khỏe. Thì nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ ngơi đó thì bạn làm cái gì? Vậy thì anh sẽ thử để đề xuất ra một số những cái thứ cần làm đi ha. Xem cái thứ sao. Thì câu chuyện của mình là mình gác lại một bên những cái thứ hình ảnh mà mình đã chụp đi, mình gác lại nhiếp ảnh đi, mình gác qua một bên đi. Ok, anh sẽ đi sâu vô một thứ, đó là khi mà mình chán rồi thì mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng mà cái chuyện nghỉ ngơi đó thì không phải là mình nghỉ luôn, mà mình xem lại một số những cái thứ, tức là mình đang tìm cách giải quyết là vì sao những cái điều mình muốn mà lại không có được nó. Một cách rất là từ từ. Thì câu chuyện đầu tiên ở đây là cái cách mà mọi người xem cái gì mỗi ngày nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách mà họ visualize, họ suy nghĩ về cái điều đó. Như anh đi, thì buổi sáng anh dậy xong thì anh sẽ pha ly cà phê chẳng hạn, sau đó anh sẽ dành khoảng 10-15 phút anh đọc tin, đọc xem hình một xíu ở trên BH Museum hoặc là Lens Culture, hoặc là mấy cái trang, mấy cái platform, mấy cái magazine uy tín á. Để xem coi thử là nhiếp ảnh trên thế giới, nhiếp ảnh xung quanh ta nó đang ra sao, có sự kiện gì xảy ra. Sau đó thì mỗi ngày 10 phút vào buổi sáng, buổi trưa, nghỉ trưa một chút thì ngoài chuyện là đi xem TikTok thì anh sẽ xem coi thử là những cái nhiếp ảnh gia mình follow á, những cái người mà mình thích á, họ có update gì mới hay không. Rồi những cái hình mình thích, những cái mà style mình thích, rồi có ai cùng cái style đó hay không. Tức là mình phải xác định rõ ràng là ok, mình không thể chụp ra nhưng mà mình mới biết là mình thích cái gì mà. Đúng rồi. Đó thì giống như mình biết mình thích một ai đó thì mình biết là mình thích một ai đó. Thì vậy, dù mình không có được người ta nhưng mà mình biết. Thì mình xem coi thử là mình xem hình nè, mình xem những cái mình thích nè, mình xem tin nè. Thì rõ ràng là mỗi ngày cái chuyện mình xem gì nó nạp data cho mình, vô đầu cho mình rất là nhiều á.
Thì bây giờ anh nghĩ đơn giản là giả dụ như giờ cứ lên Facebook vào group này group nọ kia xem á, xong rồi tức là mình sẽ bị suy nghĩ giống người ta, thì thà là mình chọn suy nghĩ giống một người nào nó xịn sò còn hơn là mình lại suy nghĩ giống nhau giống những người khác. Thì quan trọng là khúc này là mình phải biết là mình thiệt sự thích cái gì. Thích ở đây anh thấy nó là mình nhìn vô một tấm hình mà mình thổn thức chẳng hạn, mình nhìn mình có rung động, mình sẽ có sự thổn thức là mình mê say, mình kiểu ôi hình xịn và lờ kiểu kiểu vậy, thì mình sẽ có cái cảm xúc của mình với tấm hình đó, mình lưu nó lại, mình nhớ tên nhiếp ảnh gia ra, mình lưu nó lại. Quan trọng là nhiều năm sau này mình có thể mình muốn nhớ cái tấm hình đó, nhưng mà mình không thể nhớ người chụp thì mình cũng có thể search ra được đó. Thay đổi cái cách mà mình xem hình mỗi ngày, thay đổi cái input, cái data đi vào đầu mình. Thì anh cũng nhớ được là hồi bữa có ai bảo là chụp hình đó, thì giống như là đi đãi vàng á, phải đãi đãi đất đủ nhiều xong mình mới thấy một cái chút vàng nhỏ xíu đó. Thì cái chuyện là đôi khi mình xem nhiều cái thứ mà nó tốt đẹp mỗi ngày á, cái thứ mà nó hay, nó có giống mình mỗi ngày, thì mình sẽ tự nhiên có được cái cảm hứng từ nó thôi, truyền được cảm hứng từ nó. Cái là lượng tích tụ đủ nhiều nó sẽ làm thay đổi chất. Thì tóm lại, đầu tiên là mình thay đổi những cái nguồn data. Nguồn tham khảo á, nói chung là một số trang, những cái trang mà tham khảo mình xem hình xem cái gì mỗi ngày Nạp vào. mỗi ngày. Cái thứ hai là mình phải nhớ, mình biết được là mình có cái sense như thế nào. Cái tiếp theo anh muốn nói đó là với mỗi cái ý tưởng đúng không, với mỗi cái ý tưởng thì mình lại có rất nhiều cách để thể hiện nó. Thì đầu tiên là mình phải có ý tưởng. Vậy thì ý tưởng đến từ đâu? Thì ý tưởng đến từ rất nhiều nơi. Đôi khi anh vô VnExpress Express anh đọc, anh vô phần góc nhìn, anh thấy mấy mấy anh chị, mấy cô chú viết bài rất là hay, thì anh có cái góc nhìn của nó, cũng là một cái cách mà anh xem những cái góc nhìn của mọi người hàng ngày để anh có ra được một cái ý gì đó. Chỉ có hai cách mà, một là mình đã có sẵn một cái ý tưởng nào đó, mình vay mượn ý tưởng của người khác. Cái thứ hai đó là ý tưởng nó sẽ có sẵn ở trong một cái tấm ảnh nào đó bâng quơ mà mình thấy ở trên mạng, là dựa vào cái mình coi hàng ngày, để từ đó mình tự phát triển lên một cái ý tưởng của mình. Thì đó là hai cái mà có ý tưởng. Thì sau khi có ý tưởng rồi á, thì hãy đừng có bao giờ ngưng nghĩ về nó, tại vì những cái mà mình nghĩ ra thì ai cũng nghĩ ra được. Mình dành thời gian mình nghĩ thêm một chút thì mình sẽ nhảy lên được một cái khoảng xa hơn so với những cái chuyện mà ai cũng có thể nghĩ được. Mình dành thời gian đủ lâu, đủ nhiều cho nó, đủ nhiều cho đến khi nào mà mình cảm thấy là mình hiểu sâu về cái chuyện này, mình biết khá khá những cái khía cạnh về nó, thì lúc đó bắt đầu mình mới đã có một cái ý tưởng tốt hơn mọi người khác rồi. Thì ý anh ở đây tóm tắt lại là để nuôi, mình phải nuôi cái mà mình xem mỗi ngày, mình phải luyện tập cái sense hình của mình, cách mình nhìn nhận hình ra sao, mình nuôi ý tưởng của mình đến từ những nguồn tham khảo. Em nghĩ là cái chuyện ý tưởng nó không chỉ mình không chỉ nuôi nó bằng ảnh không, mà mình có thể nuôi bằng bất cứ cái gì ngoài ảnh. Đúng rồi. Dù một khoảng thời gian khi mà em gác máy, lúc đó em đã bế tắc đến cái mức em nghĩ là mình có thể nghỉ luôn rồi đó, nghỉ khỏe luôn rồi đó. Xong sau đó em đi xem phim, em đi đọc sách và xem phim rất là nhiều. Tự nhiên lúc đó thì tại vì mình lúc đó mình nghĩ mình chán quá thì mình đi xem thôi, nhưng mà khi mình xem tự khắc cái vấn đề về nhiếp ảnh trong lòng mình nó chưa có được giải tỏa thì mình lại quay trở về dùng cái đó để nuôi cái nhiếp ảnh đó. Nghĩa là tất cả những cái gì mình thấy trên phim và mình đọc trong sách, bất cứ cái gì mình lại bắt đầu nghĩ về nhiếp ảnh từ những cái đó. Thì có một số bạn khi mà nói chuyện á thì em nhận ra là họ cảm thấy họ chỉ trích bản thân rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà không chụp được gì, cảm thấy bị vô dụng. Nhưng em nghĩ đó là cái khoảng thời gian tốt để mình chậm lại và để mình bắt đầu nuôi dưỡng mình bằng những cái bằng tất cả những mọi thứ xung quanh. Và khi mình tích tụ đủ dần 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 thì mình sẽ lại cầm máy. Đó là cái kiểu như là nhiều khi mình bị đứng đứng yên á, thì mình khi mình đứng yên
mình cứ có một cái ham muốn về cái chuyện chuyển động. Ừ. Nhưng thực sự chính cái việc đứng yên giúp mình sạc lại năng lượng này, ừ, giúp mình suy nghĩ tốt hơn này, ừ, và giúp mình chuẩn bị tốt hơn cho cái giai đoạn sắp tới. Ừ. Ừ. Thì anh thấy bình thường mà ai mà hỏi là làm sao để có ý tưởng hoặc gì đó thì thường thì đương nhiên là mọi người vẫn sẽ truyền tai câu nói bất hủ đó là phải đi xem phim, phải đi đọc sách, ừ, phải đi dạo, phải dắt chó đi chơi, dắt má đi tập bơi, vân vân cái kiểu. Nhưng mà không phải là... không phải cái kiểu là mình cảm thấy bây giờ mình phải xem phim để mình tìm ra ý tưởng chụp ảnh, mà mình chỉ xem thôi. Ừ. Tất cả mọi thứ nó tích tụ và nó đến sau, nó đến này là kết quả là cái điều mình không thể ép buộc được á. Ừ. Mình phải tự để cho mọi thứ nó lắng động ở trong mình. Ừ. Cho đến khi mà mình ngộ ra một cái điều gì đó thì nó tự khắc mình sẽ tự cầm máy lên lại. Ừ. Vậy thì hồi nãy giờ mình đã nói về câu chuyện là thay đổi cái cách mình xem cái gì đó mỗi ngày. Ừ. Tìm ra những thứ mình thích và mình đặt cái sự quan tâm, cái sự theo dõi là nút follow đó. Ừ. Cho cái đó. Ừ. Các bạn có thể follow Beyond Photography trên cả Instagram và Facebook YouTube rồi. Nữa rồi rồi cái thứ hai là mình hãy ngưng lại, mình nghĩ lại, mình nghỉ ngơi, mình bắt đầu mình làm những cái công việc khác ngoài nhiếp ảnh, mình xem phim, mình đi chơi, mình hẹn hò, mình làm đủ kiểu các kiểu để cho nó nuôi dưỡng cái tâm hồn đẹp của mình. Ừ. Và mình đừng có ép mình phải có một cái gì đó để hiến tặng cho nhiếp ảnh, một ý tưởng hay để đi chụp, tại vì bạn không chụp ra đâu đó. Nó là cái mình phải thực tế và thành thật với mình về khả năng và giới hạn. Rồi thì sau đó thì mình đúng không, đó là cái bước mà mình để mình có ý tưởng rồi, thì sau khi mình có ý tưởng thì mình lại tiếp tục công. Chỉ có một cái thôi, khi mà mình không chụp được thì mình lao động, mình học hành. Ừ. Mình xem coi thử là ok, cũng là cái ý tưởng đó đi, thì những anh em photographer khác chụp như thế nào, cũng là câu chuyện đó đi, thì cách mà họ thể hiện trên hình ra sao, rồi những bác đạo diễn, bác làm cũng là ý tưởng đó đi, nhưng mà họ lên hình ra sao. Bạn mình học những cái đó từ điện ảnh, mình học những cái đó từ hội họa, từ truyện tranh, rồi từ cả âm nhạc nữa. Nó giúp cho mình có một cái tâm hồn đẹp, giúp cho mình có một cái nguồn sống nó đủ phong phú để mình nhìn nhận lại bản thân trước đã. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó có thể kéo dài từ 3 ngày cho đến vài năm, rất là nhiều năm sau đó. Nhưng mà mình biết là mình không có ngừng cái việc chụp á. Ừ. Lâu lâu mình buồn, tức là ngoài câu chuyện là ok mình, nhưng mà lâu lâu mình buồn thì mình hãy thử đi, mình hãy thử đặt cho mình một cái challenge, ví dụ như là cùng với một cái chủ thể đó. Ok, bây giờ nói nhanh cho nó vuông là cùng một cô người yêu đó đi. Mình không bao giờ mình chụp hình cho cổ, hoặc là mình cũng chụp cổ rất là ít đi. Thì với cô người yêu của mình thì làm sao mình khai thác được tất cả những cái sự hiểu biết của mình về cổ, tính cách của cổ, những khoảnh khắc vui, buồn, giận, hờn, ABC của cổ, và nhiều cách khác nhau, mà làm sao để mỗi khi mà cổ lên hình bằng cách mình chụp á, thì mình thấy cái người đó thiệt là phong phú trong con mắt của mình. Thì hãy đặt cho mình những cái góc nhìn mới. Tức là không phải là mình muốn có góc nhìn mới, là có góc nhìn mới, mà mình phải đặt câu hỏi là còn điều gì mình chưa biết về nhân vật này. Và thông qua cái câu chuyện là mình giao tiếp với người ta, nếu mình muốn cho mình một cái góc nhìn mới thì mình phải đặt ra những cái câu hỏi đúng về nó đã. Và mình hãy lựa chọn cái cách định hình, tham khảo xem những bạn photographer khác ở nước ngoài chụp kiểu gì đó, thì mình cứ lo, mình cứ đặt ra cho mình những cái như vậy, và mình tự đi giải những cái bài của mình đó, thì mình sẽ đủ chín chắn để mình nhìn nhận lại là ok, cái này mình còn thiếu đó. Đúng không? Khi mình dành rất nhiều thời gian để mình cho mình một tâm hồn đẹp á, thì giờ mình hãy dũng cảm, mình mở hết tất cả những cái hình mà mình đã chụp ra, mình đặt ra các câu hỏi như sau: nếu hình của mình chưa ổn thì chưa ổn ở điểm nào, và có cách nào để làm cho cái chỗ chưa ổn nó trở nên ổn hơn không. Ví dụ như về bố cục, mình cảm thấy là hình của mình nó vẫn chưa có tốt lắm về mặt bố cục, thì mình hãy hỏi coi thử là ok, ví dụ như là những cái khóa học nào về bố cục chẳng hạn, hoặc là những cái quyển sách nào nói về bố cục. Và nếu mà mình không học bố cục ở trong nhiếp ảnh thì mình có thể học bố cục ở trong điện ảnh được không, mình học bố cục ở trong hội họa được không, và cái cách mình quay ngược lại áp dụng vào nhiếp ảnh thì nó có khác hơn không. Tức là hãy tự tìm cho mình một cái nguồn nó uy tín, hoặc là hãy liên hệ đến những cái medium khác ngoài nhiếp ảnh để mình cho mình một cái góc nhìn nhiều hơn như vậy. Tự khắc mình sẽ hiểu được là
thế nào là một cái bố cục tốt chẳng hạn. Và mình quay lại mình lại tiếp tục hỏi câu hỏi tiếp theo là ok, bố cục đã giải quyết rồi, giờ màu của mình chưa tốt đi, rồi ok, rồi ánh sáng của mình chưa tốt nên mình sẽ vẫn phải học, nhưng mà mình vừa chụp mình vừa học, mình cải thiện những cái điểm đó, hoặc là hình làm sao để cho một tấm hình nó có chiều sâu hơn chẳng hạn. Thì ở những cái podcast trước tụi mình đã nói khá là nhiều về chuyện này rồi, nhưng mà rõ ràng là mình phải đủ dũng cảm để mình thành thật với bản thân của mình là hình của mình không tốt ở điểm nào, có thể cải thiện được không, và tốt ở điểm nào để mình lấy cái đó mình bước tiếp. Chứ không phải là mình tự diss mình tê tua, xong rồi mình so sánh mình với các người này người nọ người kia, xong rồi mình khóc một dòng sông. Đó là kiểu tự phản biện một cách có xây dựng, chứ không phải là tự phản biện để phá hủy. Thì cái chuyện mà mình nhận thức về bản thân mình nó rất là quan trọng. Mình đủ dũng cảm để đối mặt với cái lỗ hổng tư duy của mình nè. Mình đặt câu hỏi đúng nè. Rồi sau đó thì mình mới có thể có khả năng tìm ra giải pháp cho nó, và có khả năng thay đổi, mình phải chịu thay đổi nữa. Đúng rồi, nhưng mà những cái thứ này là những cái thứ mà sẽ bạn phải dành thời gian cho nó, chứ mình không thể nào nói là tốn thời gian của bạn. Bạn phải dành thời gian cho nó. Bạn phải chấp nhận là không thể nào một ngày thức dậy before và after trong vòng một ngày, một tháng, hai tuần gì đó bạn chụp tốt hơn được, mà nó là một cái quá trình tích lũy lâu dài. Và đừng kỳ vọng kết quả. Hãy cứ làm thôi, đừng kỳ vọng kết quả. Và hãy học ở bất cứ điều gì xung quanh mình, không chỉ ở trong nhiếp ảnh. Nếu không thì mình sẽ tự trói mình ở trong cái vòng tròn đó, mình sẽ không ra được đâu. Thì đó là những điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về câu chuyện là cách chữa chán nè. Nó đến từ những cái kinh nghiệm thực tiễn của tụi mình, đến từ nhiều năm khổ sở của tụi mình, ăn hành rất nhiều để mà biết được là để hết chán thì để hết chán thì đầu tiên là mình phải tự bản thân mình phải làm một niềm vui cho bản thân mình đã. Mình phải tự kiếm cái thứ, những cái thứ gì đó làm cho mình vui, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe trò chuyện nhiều hơn, rồi coi thử mình thích cái gì thì đương nhiên mình phải biết rồi. Đó, rằng cái sự chán nó không tự nhiên mà tới, mà nó cũng không phải là một cái điều gì nó quá kinh khủng, và nó cũng không có ở lại với mình quá lâu đâu, mà nó là một dấu hiệu để mình biết rằng đây là thời gian mình cần chậm lại. Và chỉ khi mình bắt đầu lao động nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn thì mình mới tiến được. Chính xác. Đúng rồi. Mình sẽ biết tiếp theo mình sẽ đi đến đâu. Vậy tính ra mấy cái bạn mà mâu chán là mấy cái bạn tiến nhanh. Mâu chán rồi phải giải quyết được sự chán đó. Ok. Chứ còn nếu mâu chán mà kẹt trong nó khoảng vài năm hoặc chục năm thì bị đát. Ok rồi, đó là những gì tụi mình chia sẻ trong podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đài phát thanh Beyond Photography xin chào tạm biệt.